Quý vị đến phần 2 chương trình giờ kết sổ và ngay sau đây sẽ là những thông tin nổi bật trong nước và trên thế giới. Thưa quý vị, Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí PVTrend, mã trên sàn HOSE là PVT, đã kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất là 5.250 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 440 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 357 tỷ đồng. Năm 2017, thì PVT đạt vận chuyển hơn 8,2 triệu tấn hàng lỏng các loại ở trong nước, trong đó đã vận chuyển 78 chuyến dầu thô đầu vào cho nhà máy lọc dầu Trung Quốc, với tổng khối lượng vận chuyển hơn 6 triệu tấn, vận chuyển 271 chuyến dầu sản phẩm cho BVOil và các khách hàng khác với khối lượng là hơn 1,15 triệu mét khối, vận chuyển LPG cho khách hàng trong nước và quốc tế được 1.087 chuyến hàng và khối lượng là khoảng 1.046 triệu tấn hàng sản phẩm khi các loại, tăng 20% so với năm 2016. Ngoài việc phục vụ cho thị trường vận tải nội địa, thì PVTrend tiếp tục khai thác trung bình từ 8 đến 10 tàu tại thị trường quốc tế. Đối với dịch vụ cho thuê và quản lý FSO, FPSO, trong năm 2017, thì PVTrend vận hành ổn định tàu FSO PVN Đại Hùng Queen tại mỏ Đại Hùng. Đối với việc quản lý vận hành tàu FPSO Liquid Imax tại mỏ Chim Sáo, thì PVTrend duy trì số lượng nhân sự vận hành trên tàu, cũng như quản lý trên bờ với 99% người Việt Nam do PVTrend cung cấp, điều hành. Đồng thời, thì PVTrend triển khai thực hiện hợp đồng dịch vụ O&M với chủ tàu FPSO Sông Đốc MV19, và tham gia đấu thầu và thắng thầu dự án FSO mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt cho Idemitsu. Doanh thu của dịch vụ cho thuê và quản lý FSO, FPSO ước đạt tổng cộng là 687 tỷ đồng. Cũng trong năm 2017, thì PVTrend đã tham gia vận chuyển cho nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, Duyên Hải 1 và chuyến tải nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 với tổng sản lượng khoảng là 1,28 triệu tấn và đang làm việc với các bên liên quan để xây dựng các phương án và tuyến vận chuyển cho nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1, nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 và nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1. Cùng với hai thế mạnh này, thì trong năm 2017, PVTrend tích cực phát triển và mở rộng các dịch vụ hàng hải, cung cấp vật tư thiết bị hàng hải, dầu khí, các hợp đồng kinh doanh cung cấp LPG, xăng dầu, phân đạm, doanh thu các dịch vụ kinh doanh thương mại, dịch vụ đại lý hàng hải và các dịch vụ hỗ trợ khác. Thưa quý vị, Công ty Cổ phần Đường Thành Thành Công Biên Hòa, mã trên sàn HOSE là SBT, ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt bậc trong 6 tháng đầu niên độ 2017-2018. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt mức là 5.484 tỷ đồng và 255 tỷ đồng. Cũng theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên độ 2017-2018, thì doanh thu trong 6 tháng đầu năm của SBT tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chi phí giá vốn trong kỳ tăng khiến biên lãi gộp của SBT giảm nhẹ từ mức 14% xuống còn hơn 11%. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu niên độ 2017-2018 của SBT cũng tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Lý do chính khiến doanh thu hoạt động tài chính của SBT tăng mạnh đến từ việc chuyển nhượng các khoản đầu tư của công ty. Tuy nhiên, việc tăng vay nợ trong kỳ đã kéo theo chi phí tài chính của công ty tăng mạnh lên mức là 423 tỷ đồng. Kết quả thì SBT ghi nhận khoản lãi là 11 tỷ đồng từ hoạt động tài chính, trong khi cùng kỳ năm trước thì công ty ghi nhận lỗ là gần 41 tỷ đồng. Vào hồi tháng 9 năm 2017, công ty đã phát hành hơn 303 triệu cổ phiếu mới để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa. Tính đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2017, tức là ngày cuối năm ngoái, thì tổng tài sản của SBT tăng hơn 10.000 tỷ đồng so với đầu năm, đạt mức là 17.853 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả trong kỳ tăng hơn 6.000 tỷ đồng, chủ yếu là do hoạt động vay nợ, trong đó vay nợ ngắn hạn tăng hơn 3.000 tỷ đồng lên mức là 5.920 tỷ đồng. Vay nợ dài hạn cũng tăng thêm đến 1.600 tỷ đồng, đạt mức là 3.132 tỷ đồng. Thưa quý vị, mới đây thì Bộ trưởng Kinh tế Israel, ông Eli Cohen cho biết Intel sẽ đầu tư 5 tỷ đô la Mỹ để mở rộng nhà máy sản xuất chip tại nước này. Công việc nâng cấp nhà máy sẽ được thực hiện trong năm nay và dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Hãng Intel xác nhận họ sẽ nâng cấp máy móc để đạt mục tiêu sản xuất chip 10 nanomet với chip 22 nanomet hiện nay. Điều này sẽ giúp thế hệ chip mới nhỏ gọn hơn và nhanh hơn so với hiện tại. Giới chức tài chính Israel và cơ quan thuế dự kiến sẽ có cuộc gặp mặt vào tháng tới để thống nhất các điều khoản mở rộng nhà máy của Intel. Xuất khẩu của Intel từ Israel tăng từ 3,3 tỷ đô la Mỹ trong năm 2016 lên con số 3,6 tỷ đô la Mỹ trong năm 2017. Đầu tư của Intel và Israel đã lên đến 17 tỷ đô la Mỹ kể từ năm 1974, tạo điều kiện cho 10.000 người có việc làm và với 60% trong số đó làm công việc nghiên cứu, thưa quý vị. Xin được tiếp tục với thông tin thị trường chứng khoán thế giới, thưa quý vị. Thị trường chứng khoán Mỹ trải qua một phiên giao dịch đầy biến động trong ngày thứ tư sau khi lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất trong 4 năm. Cục dự trữ liên bang Mỹ Fed vừa công bố biên bản họp tháng 1 năm 2018 cho thấy cơ quan này thấy cần thiết trong việc duy trì tăng lãi suất. Phần lớn các thành viên của Ủy ban Thị trường Mở tin rằng lạm phát sẽ gia tăng trong bối cảnh kinh tế Mỹ cải thiện đà tăng trưởng.
Cuối phiên giao dịch thì chỉ số Dow Jones giảm 0,67%, S&P 500 giảm 0,55% và Nasdaq giảm 0,22%. Những lo ngại về lạm phát đã khiến S&P 500 giảm hơn 10% từ mức kỷ lục được xác lập vào ngày 26 tháng 1 năm 2018. Thị trường chứng khoán đã phục hồi trong những phiên gần đây khi lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm ổn định ở mức là 2,9. Khoảng 96,96 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên các sàn giao dịch của Mỹ, thấp hơn mức bình quân trong hơn 20 phiên vừa qua là 8,49 tỷ thưa quý vị. Bên cạnh sự sụt giảm của thị trường Mỹ thì thị trường chứng khoán Á cũng có một phiên giao dịch đầy biến động. Thưa quý vị, sau phiên dịch ngày hôm nay thì chỉ số Nikkei 225 giảm 1,07%, KOSPI giảm 0,63%, ETF 200 tăng 0,12% và chỉ số Shanghai cũng tăng 2,17%. Tại thị trường Úc thì ATX 200 có một phiên giao dịch tăng giảm liên tục trước khi khép phiên với mức giảm là 0,63%. Cổ phiếu ngành năng lượng giảm 1,32% và cổ phiếu ngành vật liệu tăng 0,53%. Phần lớn cổ phiếu ngân hàng đều đảo chiều tăng khi kết phiên. Cổ phiếu ngân hàng quốc gia Úc tăng 0,48% và ngân hàng ANZ tăng 0,21%. Thị trường Trung Quốc cũng mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Shanghai Composite tăng 2,17% và Shenzhen tăng 1,88%. Tình hình kém lạc quan hơn tại thị trường khác như Hồng Kông Index giảm 1,29% và test của Đài Loan giảm 0,49% thưa quý vị. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần 2 chương trình giờ kết sổ và quý vị đừng vội chuyển kênh. Tôi sẽ quay trở lại trong phần 3 với thông tin các cổ phiếu nổi bật trong ngày.